Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyền Văn hóa ẩm thực. Trong gian vận động viên Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên là cái tên vô cùng nổi tiếng. Không chỉ với những người hâm mộ thể thao mà danh tiếng cùng tài năng của Ánh Viên được hàng triệu người dân Việt Nam yêu mến và ngưỡng mộ. Sau khi giải nghệ, kỳ ngư người Cần Thơ vẫn duy trì được độ hot của mình bởi hàng loạt những hoạt động tích cực trong cộng đồng, mở trung tâm dạy bơi, liên tục xuất hiện ở nhiều sự kiện lớn về phụ nữ hay trở thành gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Mới đây, Ánh Viên đã thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện với ngoại hình vô cùng xinh đẹp, phong cách gần phố cool ngầu tại một sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng để kiểu tóc tết phía sau, trang điểm kỹ lưỡng, tự tin và đầy hạnh phúc khi được chia sẻ về mong muốn khi là một TikToker gần 1 triệu follow. Ánh Viên cho biết, đơn giản mong muốn của em là để lan tỏa nhiều nguồn động lực để mọi người xuống hồ bơi và học để biết bơi là em vui rồi. Để trở thành TikToker, đối với em cũng hơi khó khăn vì em phải thay đổi. Thực sự em là người hơi hướng nội một xíu. Em cũng chưa bao giờ tới những nơi không khí như thế này. Nhưng vì những người xung quanh, những người bạn đồng hành của em trong câu lạc bộ đã thúc đẩy em để em làm những kênh mạng xã hội như vậy để giúp mọi người có nhiều động lực để bơi. Em nghĩ đó là điều tích cực nên em sẽ cố gắng vượt qua sự ngại ngùng của mình để lan tỏa tới mọi người ạ. Chia sẻ về quãng thời gian đầu làm TikToker chuyên dạy bơi ở trên TikTok, Ánh Viên cho biết việc dạy bơi với cô nàng không khó khăn, nhưng bởi chưa quen thể hiện trước ống kính, Ánh Viên đã khá vất vả. Có clip cô phải quay đi quay lại trong 3 đến 4 tiếng đồng hồ để đạt được độ ưng ý và truyền tải dễ hiểu nhất cho người xem có thêm kiến thức khi học bơi. Hiện tại bây giờ em thấy em có thêm một xíu tự tin hơn. Em có động lực từ mọi người luôn ủng hộ em. Vì em còn cả việc học và việc dạy bơi nên em dành một ngày cuối tuần để làm video clip. Em cố gắng nghĩ ra những điều tích cực để truyền tải tới mọi người. Tất cả những mong muốn của em đặt vào trước clip là làm thế nào để mọi người đi bơi. Em không biết clip được đón nhận hay không, nhưng em vẫn làm. Dù được một team, em vẫn làm vì em mong muốn mọi người biết bơi. Chia sẻ về hoạt động sôi nổi của bản thân sau khi giải nghệ, Ánh Viên cho biết cô nàng không bị gánh nặng, lo cơm áo gạo tiền mà dạy bơi xuất phát từ trái tim. Sau giải nghệ chắc chắn em thoải mái hơn vì em có nhiều thời gian làm việc với các bạn nhỏ và em có nhiều thời gian dành cho bản thân cũng như gia đình. Miễn ai có nhu cầu học bơi em đều dạy hết ạ. Không phải mình làm việc gì cũng đặt cơm áo gạo tiền lên trước. Mình cứ sẵn sàng cho đi thì mình sẽ nhận lại thôi. Không phải mình cho đi, mình làm công việc đó thì mình phải nhận giá trị liền. Mình cứ cho đi nhiều, chắc chắn mình cũng sẽ nhận lại được nhiều thôi ạ. Lướt một vòng trang cá nhân của Ánh Viên, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy những video lột xác hoàn toàn với hình ảnh Ánh Viên của quá khứ và hiện tại, làm bật lên những thay đổi đáng kể của cựu vận động viên bơi lội xuất sắc của đội tuyển Việt Nam qua hai thời điểm. Thời điểm có thi đấu trên đường đua xanh và sau khi giải nghệ. Đặc biệt video với nội dung cô gái năm xưa từng bị anh bỏ rơi với ngoại hình kém sắc, phút chốc đã trở thành người đẹp Ánh Viên xinh tươi, rạng rỡ với câu hỏi giờ anh hối hận chưa, thu hút đến 7,4 triệu lượt xem. Nhờ sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình, nhan sắc thì ngày càng thăng hạng, dù chẳng cần phẫu thuật thẩm mỹ, hình ảnh của Ánh Viên ngày càng phủ sóng rộng rãi, mỗi lần xuất hiện đều gây sự chú ý. Bản thân Ánh Viên cũng không hề chối bỏ quá khứ kém sắc của bản thân. Ngược lại, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khi còn làm vận động viên, chưa có nhiều thời gian chăm sóc sắc đẹp để truyền động lực thay đổi cho các cô gái, rằng những điều tốt đẹp sẽ đến nếu bạn đủ cố gắng và yêu thương chính mình. Thưa quý vị, sau khi giải nghệ, sự thăng hạng về mặt nhan sắc của Ánh Viên cũng đến từ những điều rất đơn giản của con gái như niềng răng, học trang điểm, sửa soạn cho bản thân, chăm chút cho bản thân từ ăn mặc cho đến vẻ bề ngoài. Ánh Viên nói rằng, những hình ảnh mà mọi người hay bảo thăng hạng nhan sắc là mình được bạn giúp thay đổi, bạn giúp mình trang điểm, sửa soạn dùm cho luôn, chứ mình không biết làm, đánh son mình cũng không dành nữa, đều là bạn làm giúp. Nhìn mình khi lên đồ có phần khác biệt nên bạn bè cũng hay chọc vui vui, còn bản thân lại cảm thấy không được thoải mái lắm, không quen với việc trang điểm. Trong tủ đồ của mình chỉ có chiếc ba lô đựng đồ chứ không có túi sách nào cả. Váy thì mình không đếm nhưng chắc không tới nổi 10 bộ đâu. Có thể bạn không chú ý, nhưng từ những thói quen hàng ngày lại chính là những tips làm đẹp hiệu quả nhất. Duy trì những thói quen hàng ngày dưới đây, bạn sẽ có một làn da và vóc dáng đáng mơ ước. Thưa quý vị, rất đơn giản thôi. Đầu tiên, uống nước đầy đủ mỗi ngày. Nước thì không chỉ là điều rất cần cho cơ thể để duy trì những hoạt động bên trong. Uống nước đầy đủ giúp đảm bảo các hoạt động sống và là cách làm đẹp tự nhiên nhất. Làn da sẽ mất đi độ ẩm nếu như cơ thể thiếu nước, từ đó quá trình oxy hóa cũng diễn ra nhanh hơn. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho làn da trở nên khô sần và thiếu sức sống. Nên duy trì uống đủ 2 lít nước mỗi ngày sẽ đảm bảo cho cả hai tiêu chí sức khỏe và làm đẹp, giúp tăng cường sức khỏe, giữ độ ẩm cho da, từ đó da trở nên căng mịn và hồng hào hơn bao giờ hết. Với những lợi ích trên, đừng nên bỏ qua những tips làm đẹp cực kỳ đơn giản này nha. Cái thứ hai rất đơn giản nhưng tôi tin nhiều người vẫn chưa thực hiện được. Ngủ đủ giấc giúp da luôn trắng trẻo, hồng hào. Làm đẹp rất đơn giản, bạn chỉ cần duy trì thói quen ngủ đủ giấc, bạn sẽ có được một làn da đẹp, hồng hào, giảm nguy cơ gây lão hóa.
sự trao đổi chất sẽ diễn ra mạnh mẽ từ 22 giờ đến 4 giờ sáng. Vì thế ngủ sớm, dậy sớm không chỉ khiến cho tinh thần của bạn thoải mái, cơ thể khỏe mạnh mà có thể có một làn da trắng trẻo và hồng hào nữa. Đương nhiên rồi, chắc chắn chúng ta phải duy trì ăn uống lành mạnh. Việc ăn uống hàng ngày sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động bình thường. Ăn uống không lành mạnh, thường xuyên ăn các đồ ăn nhanh, uống các đồ uống chứa nhiều cồn hay ga, gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình, khiến làn da của bạn xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Phương pháp làm đẹp nhanh chóng và lâu dài nhất đó chính là nói lời tạm biệt với chế độ ăn không lành mạnh. Từ đó áp dụng chế độ ăn lành mạnh với các thực phẩm có lợi cho da như bổ sung các hoạt chất chứa axit béo như omega 3, kẽm, vitamin A. Các hoạt chất này giúp chống quá trình oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa da. Vitamin A thì không chỉ tốt cho mặt mà còn tốt cho da, có tác dụng ngăn ngừa mụn và cải thiện các vấn đề về mụn. Vì thế bạn nên bổ sung vitamin A cho cơ thể từ những thực phẩm như khoai lang, dầu gan cá, rau bina, bông cải xanh, ớt chuông, cà rốt. Trong các thực phẩm lên men có chứa lợi khuẩn, chúng không chỉ tốt cho quá trình tiêu hóa mà còn có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa lão hóa. Một số loại thực phẩm lên men có thể kể đến như rau củ lên men, đậu tương lên men, sữa lên men. Một cách làm đẹp tự nhiên khác đó là duy trì luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày. Các bài tập yoga, chạy bộ khoảng 10 phút không chỉ giúp bạn khỏe hơn, có cơ thể cân đối hơn mà còn giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động, hấp thụ dưỡng chất nhanh hơn. Từ đó giúp da cũng trở nên đẹp hơn. Làm sạch da đúng cách và tẩy da chết đều đặn. Làm sạch da đúng cách và tẩy da chết đều đặn là bước quan trọng không thể thiếu trong một chu trình dưỡng da. Bạn nên ưu tiên chọn các loại sữa rửa mặt có nguồn gốc organic và độ pH dịu nhẹ. Nó sẽ giúp bạn loại bỏ được các chất bẩn hàng ngày trên mặt mà không gây mất cân bằng da. Thêm vào đó, việc làm sạch da kỹ càng còn giúp bạn ngăn ngừa được mụn do các chất bẩn và dầu thừa tích tụ trên da. Bên cạnh việc làm sạch da hàng ngày, tẩy da chết định kỳ cho da cũng không kém phần quan trọng. Các tế bào da sẽ không ngừng sản sinh, tích tụ từng lớp tế bào cũ lên da, gây bí bách da và ngăn ngừa việc hấp thụ dưỡng chất của da. Chính vì thế, việc duy trì tẩy da chết, tẩy tế bào chết từ 2 đến 3 lần trên một tuần sẽ tạo điều kiện cho lớp tế bào mới phát triển, kích thích lưu thông máu và hấp thụ dưỡng chất một cách tốt nhất. Làm đẹp da bằng kem chống nắng. Tại sao không? Muốn có một làn da đẹp thì không thể thiếu vắng đi được kem chống nắng rồi. Theo nghiên cứu, có 80-90% làn da trở nên xấu xí, lão hóa nhanh vì ánh nắng. Ánh nắng có thể gây đen da, đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến da bị thâm nám, thậm chí có thể gây ung thư da. Vì thế sử dụng đều đặn kem chống nắng hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa các tình trạng này. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm chống nắng như xịt chống nắng hóa học, chống nắng vật lý. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn một loại phù hợp với làn da của mình. Tuân thủ quy trình chăm sóc da luôn là tips làm đẹp an toàn và lâu bền nhất. Thưa quý vị và các bạn, đấy, bây giờ thì chúng ta đã thấy rồi, dành một chút thời gian mỗi ngày cho bản thân thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi. Và cái quan trọng nhất ấy, ngoài việc ngoại hình ấy, thì tư duy của chúng ta cũng là một thứ quan trọng, suy nghĩ của chúng ta cũng là thứ quan trọng. Hãy luôn tích cực, tươi vui, vui vẻ. Còn nếu mà các bạn gọi là để tìm những điều tích cực ấy, thì hãy follow những người tích cực, những người hay tạo ra niềm vui. Ví dụ tôi nhá, tôi rất hay follow cái chú gì nhỉ, chú gì đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đấy, chú Tự Long đấy. Mình follow những người như thế, mình rất là vui vẻ, mình tích cực luôn mọi người nhá. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.